Ngọc ơi, bây giờ em cho anh biết cái trải nghiệm của em khi mà sử dụng cái ghế này đi. Có sướng không? Sau khi trải nghiệm cái ghế này xong thì em cảm thấy rất là thoải mái, thấy sướng lắm anh ạ. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Anphat PC. Mình là Kiên, mình là phụ trách gaming gear của Anphat. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một cái mẫu ghế gaming đang rất là hot trên thị trường. Ghế có tên là Edra Draco EGC 2029. Đây là mẫu ghế mà mang rất là nhiều cái công nghệ mới, kể cả về thiết kế lẫn về vật liệu. Thì đây là cái mẫu ghế mà đang được đánh giá là tốt nhất trong phân khúc khoảng 6 triệu đồng. Nên là hôm nay bên mình quyết định là sẽ giới thiệu với anh em mẫu ghế này. Để giải thích câu hỏi vì sao cái Edra EGC 2029 lại đang rất hot trong thời gian qua, thì đầu tiên anh em có thể nhìn thấy là EGC 2029 có một cái hình thức rất là đẹp. Đây là mẫu ghế đầu tiên được sử dụng cái logo mới, logo Edra mới được thiết kế đẹp hơn hẳn so với lại logo cũ được thêu ngay ở mặt trước đây. Hai bên vai, hai bên sườn của ghế thì anh em có thể nhìn thấy là nó có những cái hoa văn được in nổi rất là đẹp. Ở mặt sau đây anh em nhìn thấy đây, dòng chữ Draco, tên của dòng ghế đây, hoa văn cũng được in nổi đây. Về mặt tổng thể ghế này thì về hình thức thì ổn hơn rất là nhiều so với lại tất cả cái mẫu ghế Edra từ trước đến giờ, trừ những cái dòng mà sử dụng da thật cao cấp. Đường kim mũi chỉ mình đánh giá rất là ổn, nó rất là thẳng. Đường chỉ may bên trên lại được là màu đỏ rất là nổi trên cái bề mặt da màu đen. Ngoài ra thì anh em có thể nhìn thấy là EGC 2029 có kích thước lớn hơn hẳn so với những cái mẫu ghế khác. EGC 2029 cũng đang là một trong những cái mẫu ghế mà có kích thước lớn nhất của hãng. Ghế này thì nó tương đương với EGC 2022 là cái mẫu ghế sử dụng là 100% da thật, rất là đắt. EGC 2029 ngoài ra, ngoài cái kích thước ra, ngoài cái hình thức ra, thì EGC 2029 có cái sử dụng cái phần da bọc ngoài là da PU công nghệ mới. Da PU này có cái bề mặt nó cảm giác mình sờ mình cảm thấy nó lì hơn, và trên da nó có những cái lỗ thoát hơi với mục đích là làm giảm nhiệt độ khi anh em ngồi, nó sẽ không bị nóng. Như đây mình cũng đánh giá rất là cao về chất lượng da của EGC 2029, nó tốt hơn rất là nhiều so với lại những cái mẫu ghế khác của hãng. Cái thứ ba nữa là về vật liệu đệm ấy, thì mình cũng khi mình trải nghiệm trong khoảng thời gian tương đối dài thì mình nhận thấy là EGC 2029 nó có cái đệm dày hơn, được ép chặt hơn, thì nên về lâu về dài là chắc chắn là sẽ giữ form rất là tốt. Đây mình ấn đi tay, mình thấy là phần da lưng và phần da mông, phần đệm mông và đệm lưng độ dày rất là cao, rất là lớn, sẽ đảm bảo cho cái form ghế giữ được lâu dài. Tiếp thêm nữa là về mặt tính năng thì EGC 2029 được thừa hưởng cái chức năng là có thể tăng giảm cái độ cong của lưng ghế, hay còn gọi là chức năng phồng lưng. Đây em có thể nhìn thấy là cái núm vặn ở đây. Núm vặn đây là có cái chức năng là anh em có thể tăng hoặc là giảm cái độ cong của lưng ghế. Cái chức năng này cũng thay luôn cho cái phần gối lưng anh em nhé. Nếu mà anh em có thể không sử dụng cái gối lưng cũng được, mà có thể sử dụng thêm gối lưng cũng được. Về mặt các chức năng khác, ví dụ như là tay ghế đi. Tay ghế thì anh em có thể nhìn thấy là EGC 2029 sử dụng cái tay ghế là 4D, tức là còn nó có thể xoay được 4 chiều, bao gồm là nâng hạ này, đẩy ra trước, đẩy ra sau này, quay trái, quay phải và đẩy ra ngoài, đẩy vào trong, tức là đủ 4 chiều. Đây là cái loại tay ghế cũng dạng là tốt nhất rồi. Thì anh em có thể thoải mái lựa chọn chỉnh độ cao thấp rồi vị trí của cái bề mặt ghế tay làm sao cho nó phù hợp với lại cơ thể mình. Về mặt chân và bệ đỡ của EGC 2029 cũng được cải tiến rất là nhiều so với những cái mẫu ghế khác. Đầu tiên là cái phần chân 5 cánh, anh em có thể nhìn thấy là chân của EGC 2029 được làm bằng hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện bên ngoài rất là đẹp, nước sơn rất là lì. Ở giữa phần chân này có một cái sống răng, anh em thì nhìn thấy đây, làm tăng cái độ chắc chắn cho chân. Bánh xe của EGC 2029 là bánh xe đôi, được bọc PU bên ngoài. Đây là cái vật liệu mà chống ồn, giúp cho ghế di chuyển trên sàn gỗ nó sẽ chắc chắn và nó gây ít tiếng động hơn, gần như là không nghe thấy tiếng động khi mà di chuyển trên sàn gỗ luôn. Trụ thì anh em có thể nhìn đây, trụ này là trụ class 4, chịu trọng tải khoảng 120-150kg. Đây anh em cho dù có nặng to béo đến như thế nào thì mình nghĩ là cái trụ này cũng không gây khó dễ gì cho cái trụ này cả. Tiếp đến là phần bệ. Bệ thì anh em có thể nhìn thấy rất là rõ ràng, đây là bệ của EGC 2029 là dùng là bệ cóc. Bệ cóc thì nó sẽ cao hơn và chắc hơn bệ bướm của những cái mẫu ghế giá rẻ rất là nhiều. Bệ cóc này nó sẽ có thêm một cái tính năng là
ngả cả ghế ra phía đằng sau khoảng 15 độ và có thể khóa được góc. Đây anh em có thể nhìn thấy đây, phía bên này là cần nâng hạ này, cao thấp của ghế này, và cần bên này là để mở và tắt tính năng ngả ghế như mình đã nói. Cái bệ cóc này cũng là một cái chi tiết đáng giá của EGC 2029. Ở phần gầm ghế thì anh em có thể nhìn rất là rõ là EGC 2029 đã được cải tiến là bên dưới là full 100% là khung thép, và cái cách bố trí của cái bệ, của cái phần trụ và bệ này đã được cân chỉnh lại sao cho trọng tâm ghế nó ở chính giữa mông ghế. Thì cái việc này sẽ làm cho ghế vững chắc hơn khi ngồi, và anh em có thể trải nghiệm được cái tính năng ngả cả ghế đằng sau khoảng 15 độ nó sẽ tốt hơn, trải nghiệm nó sẽ thú vị hơn. Để anh em dễ dàng hình dung về kích thước của EGC 2029 và cái trải nghiệm cảm giác khi mà sử dụng ghế thì mình xin mời một bạn TikToker rất là xinh đẹp của Alpha PC, bạn tên là Ngọc, bạn sẽ lên trải nghiệm ghế EGC 2029 cho anh em xem. Anh em có thể nhìn thấy là mặc dù là như mình đã nói là EGC 2029 có kích thước lớn, nhưng mà anh em có thể hình dung là ghế được thiết kế nó rất là vừa vặn đối với lại người dùng Việt. Như bạn mình có thể, anh em có thể nhìn thấy là cái phần gối của ghế được thiết kế rất là vừa, để vị trí của gối đầu lúc nào nó cũng tất nhiên là nó sẽ xê dịch được, nhưng mà vị trí của gối đầu nó thường là sẽ đúng vào gáy của người ngồi. Đây là cái thiết kế rất là ổn mà Edora đã nghiên cứu cho hầu hết tất cả các mẫu ghế của hãng là đều phù hợp với lại người dùng Việt. Anh em có thể nhìn thấy là thêm đây nữa là về phần mông ghế, độ sâu của mông ghế cũng rất là vừa phải, như là anh em cao khoảng 1m7, 1m8 hoặc là có thể là thấp hơn khoảng 1m6, 1m65 thì ngồi nó cũng sẽ không bị quá dài hoặc quá ngắn. Đây là cái thiết kế mà cũng được Edora cũng đang nghiên cứu rất là nhiều. Ở phía bên phải đây anh em có thể nhìn thấy là có cái núm xoay như lúc nãy mình có mô tả ấy. Đây là cái chức năng để điều chỉnh độ cong của lưng ghế, để anh em có thể xoay sao cho điều chỉnh sao cho cái độ cong của lưng ghế nó phù hợp. Còn cái chức năng mà ngả cả ghế ra đằng sau khoảng 15 độ ấy, đây là một cái chức năng mà mình thấy nó rất là ổn, rất là hay trên những ghế cao cấp. Nhìn trên Edora EGC 2029 thì do là được bố trí cái phần bệ đỡ trọng tâm nó tốt hơn rất là nhiều, thế nên là anh em có thể trải nghiệm cái tính năng này rất là dễ dàng. Ví dụ như bạn Ngọc ngả ra đi, ngả sau đi em, rất là mạnh mẽ lên em. Đây anh em có thể nhìn rất là rõ đây. Đó, anh em có thể khóa góc nhé. Đây, ví dụ như tích góc này rồi thì anh em có thể khóa lại được. Đó, nằm theo kiểu như thế này mà anh em ở nhà có console, máy console như là PS4, PS5, anh em nằm ngả ngón này chơi cảm giác nó thú vị, nó sướng lắm. Khi mà quay trở lại vị trí ban đầu thì anh em có thể mở khóa ra. Đó, và sẽ quay trở lại vị trí ban đầu, khóa lại. Và tổng kết lại, khi anh em chi ra 6 triệu đồng để mua chiếc ghế Edora Draco EGC 2029 thì anh em có những cái gì? Đầu tiên là anh em có một chiếc ghế mà có kích thước tương đối lớn. Hai là anh em sở hữu một chiếc ghế mà có về hình thức là đang đẹp nhất trong cái tầm tiền. Thứ ba là về mặt tính năng của EGC 2029 thì về chân, trụ, bệ đỡ, tay, rồi các chức năng phụ như là phồng lưng hay là chức năng ngả, tất cả các thứ là cũng là đang là tốt nhất. Về mặt quà tặng thì EGC 2029 đi kèm quà tặng hiện tại là đầu tiên là một chiếc áo của Edora chính hãng và một cái tấm thảm Draco. Anh em có thể nhìn ngay thấy ngay ở bên dưới, bên mình cũng đang kê ghế lên. Thì với cái mức giá là 6 triệu, mình đánh giá là EGC 2029 đang là một trong những cái mẫu ghế mà tốt nhất trong cái tầm tiền đó, đi kèm những cái quà tặng cũng khá là hấp dẫn. Về mặt trải nghiệm sử dụng thì anh em có thể thấy là bạn Ngọc đây ngồi, mình thấy là ngồi lên nó sang hết cả con người ra. Thế nên là mình đánh giá EGC 2029 đang rất là đáng để cho anh em lựa chọn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.